Xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm với hơn 200 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng cấp cao, 24 cuộc họp bí mật và 500 cuộc họp báo, ngày 27 tháng 1 năm 1973, hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc ta với người đàn ông Pháp lái xe cho bà Nguyễn Thị Bình lúc bấy giờ, những câu chuyện như mới ngày hôm qua. Ghi nhận nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam, 27 tháng 1 năm 1973, 27 tháng 1 năm 2023. Ông Michel Trachinescu lật từng trang album xem lại những bức ảnh kỷ niệm Ông nhớ lại khoảng thời gian 4 năm làm việc tại phái đoàn Việt Nam với tư cách lái xe cho cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Khi đó là trưởng phái đoàn mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tham gia hội nghị bốn bên về hòa bình tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Với ông, đó là quãng đời đẹp nhất. Hơn nửa thế kỷ đã qua, ông vẫn nhớ như in những kỷ niệm về khoảng thời gian đó. Trong suốt 4 năm đó, công việc của chúng tôi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhiều khi phải lên đường bất kể đêm khuya hay đông lạnh. Có lúc công khai, có khi bí mật. Nhiều lúc tôi lái xe mà không dám bật đèn, thậm chí phải vi phạm luật giao thông để tránh những nhà báo luôn săn lùng và theo đuổi chúng tôi. Với ông, ngày ký hiệp định hòa bình Paris là ngày vui nhất, tuyệt vời nhất vì nó đánh dấu sự thắng lợi của phái đoàn Việt Nam. Để ăn mừng sự kiện vào ngày hôm sau, chính tay tôi đã làm một cái tháp bánh ngọt và mở rượu sâm phanh. Tuy nhiên, bà Bình đã nói với chúng tôi, đạt được hiệp định hòa bình là một thắng lợi, nhưng chưa phải là kết thúc. Chúng tôi sẽ còn phải tiếp tục đấu tranh. Ngày đó tôi không hiểu lắm, nhưng bà ấy đã nói đúng, vì Việt Nam đã phải mất thêm hai năm nữa để giành được hòa bình và thống nhất đất nước. Ông Michel cũng không quên kể về những chuyến thăm Việt Nam sau ngày hòa bình lập lại. Ông cũng là người duy nhất được mời tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ở Việt Nam. Bởi vì đa số những người đã phục vụ phái đoàn Việt Nam thời điểm đàm phán đều đã không còn hoặc không thể đến Việt Nam để tham dự sự kiện. Rất nhiều đồng chí, bạn bè đã không còn và tôi là một trong số ít ỏi những người trong cuộc được chứng kiến sự kiện này. Với tôi, Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, là một điểm sáng của thế giới. Và tôi thấy vui về điều đó. Xin chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều cây cổ thụ được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 22 cây di sản Việt Nam, gồm 2 cây đa ở huyện Cần Đức, 2 cây mè ở huyện Bến Lức, 11 cây me ở huyện Cần Dù, 1 cây trơm ở thành phố Tân An, 6 cây trơm và cây dầu ở huyện Vĩnh Hưng. Hiện Hội sinh vật cảnh tỉnh Long An đang làm hồ sơ đề nghị Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận thêm một số cây di sản ở huyện Đức Huệ. Các di sản là những cây cổ thụ có giá trị về văn hóa lịch sử trên đất Long An, không chỉ gắn liền với các di tích lịch sử mà dưới những tàn cây ấy còn bao nhiêu lớp trầm tích văn hóa gắn với cộng đồng hàng trăm năm. Dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão năm nay, các đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn quyền Bến Lức đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa cho học sinh thiếu nhi gắn với Tết cổ truyền, qua đó giúp các em thêm hiểu, trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc. Với nhịp sống ngày càng hối hả, bận rộn, có lẽ những ngày Tết cổ truyền mới là dịp để mọi người có thể cùng nhau quay quần, sum họp bên gia đình. Cũng chính vì thế, từ nhiều năm nay, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quyện đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm ban đến những trải nghiệm thú vị cho trẻ thông qua các hoạt động như tái hiện không gian phiên chợ xưa, gói bánh chưng, viết thư pháp, trang trí cành đào, gấp bao lì xì không khí tết như đến sớm hơn với sự háo hức phấn khởi say mê của trẻ khi tham gia các hoạt động ngày tết cùng bạn bè thầy cô có thể nói việc giáo dục cho các em học sinh ý thức trách nhiệm gìn giữ những phong tục nét đẹp văn hóa của ngày tết cổ truyền chính là góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc làm cho mọi người càng thêm yêu quê hương đất nước càng thêm gắn bó với gia đình với cộng đồng và thêm trân quý những giá trị của cuộc sống Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, người dân từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu rời quê trở về thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để chuẩn bị làm việc, khiến lượng phương tiện đi qua khu vực Quyện Tân Thạnh tăng đột biến. Theo ghi nhận, ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức mùng năm Tết, trên tuyến quốc lộ 62, đoạn qua địa bàn huyện Tân Thạnh, nơi ngã ba mũi tàu giao nhau giữa quốc lộ N2, quốc lộ 62 thuộc địa phận xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, hướng từ miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Lượng phương tiện đã tăng đột biến so với ngày thường. Hàng trăm xe mô tô, ô tô xa khách nối đuôi nhau trời quê. Tuy nhiên, khu vực này thông thoáng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Ngoài ra, tại khu vực khác trên địa bàn huyện Tân Thạnh có tuyến quốc lộ N2, quốc lộ 62 đi qua, các phương tiện lưu thông cũng thuận lợi hơn. Để tránh tình trạng kẹt xe, người dân đã chủ động trở lại nơi làm việc vào những ngày trước đó. Hiện tại các điểm nóng đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ 24 trên 24 để phân luồng điều tiết giao thông đảm bảo an toàn. Tại các cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh, số lượng phương tiện giao thông khá đông, tuy nhiên chưa có dấu hiệu ùn tắc, lưu lượng giao thông vẫn đang đi lại ổn định. Chiều ngày 26 tháng 1, tức là mùng 5 Tết, cửa ngõ từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện tăng cao khi người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nườm nượp xe ô tô, xe khách. Trong khi lượng xe máy, xe cá nhân đổ dồn từ miền Tây về theo quốc lộ 1A, lượng người trở về thành phố Hồ Chí Minh trong ngày mùng 5 Tết chủ yếu ở các tuyến cự ly ngắn, các tỉnh gần thành phố, trong khi người ở các tỉnh xa đã tranh thủ trở lại thành phố sớm hơn. Nhiều người dân tài xế từ các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang cho biết tình hình giao thông năm nay có phần đỡ hơn những năm trước. Các khu vực bị ủng tắc chủ yếu ở cầu Rạch Miễu, Bến Tre, một số đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, còn về gần thành phố Hồ Chí Minh dù lượng xe đông nhưng lưu thông cơ bản ổn định. Ở các khu vực cửa ngõ khác vào thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện từ các nơi đổ về thành phố đang tiếp tục tăng dần. Việc đi lại tương đối thuận lợi, tuy nhiên, dự báo trong các ngày tới vẫn còn một lượng lớn người dân từ các nơi nghỉ tết dài ngày hay đi du lịch sẽ trở về thành phố sẽ gây áp lực giao thông cho các khu vực cửa ngõ các tuyến đường trọng điểm do vậy người dân cũng cần lưu ý lựa chọn thời gian và lộ trình đi lại phù hợp để tránh ủng tắc giao thông những ngày tới trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn quốc đã xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, chết 85 người, bị thương 109 người, giảm 15 vụ, giảm 6 người chết, tăng 7 người bị thương so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường sắt xảy ra 4 vụ làm chết 4 người và bị thương 1 người, tăng 2 vụ, tăng 3 người chết so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường thủy xảy ra 1 vụ tại An Giang làm bị thương 1 người, tăng 1 vụ, tăng 1 người bị thương so với năm 2022. Hôm nay ngày 27 tháng 1 tức là ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão sẽ diễn ra lễ khai hội chùa Hương 2023. Đây là một phần của lễ hội du lịch chùa Hương năm 2023 với chủ đề Lễ hội chùa Hương an toàn văn minh thân thiện sẽ diễn ra trong 3 tháng từ ngày 23 tháng 1 đến hết ngày 23 tháng 4 tức là từ mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch. Lễ hội Chùa Hương năm 2023 được tổ chức quy mô cấp quyện gắn với tôn vinh quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và quần thể danh làm thắng cảnh Hương Sơn. Năm nay, ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan, từ hình thức bán vé truyền thống sang mô hình vé điện tử, đồng thời sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé, bỏ diệt bán vé tại hai cổng Tiên Mai và Đông Khê để đảm bảo thông thoáng tạo điều kiện cho du khách tham quan trải hội. Tại huyện Tân Hưng, công tác phòng bệnh cho đàn gia súc được đặc biệt quan tâm thực hiện, đặc biệt là trong dịp Tết để vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi, vừa đảm bảo nguồn thực phẩm sạch và an toàn cho người tiêu dùng. Vừa Dù qua tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng có 40 con heo với tổng trọng lượng 2,3 tấn chết bất thường. Khi nhận được tin báo, đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm quyện cùng chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh, kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm. Để khống chế không để dịch bệnh lây lan, xã Hương Điền cho tiêu độc khử trùng nơi xảy ra tình trạng kheo chết bất thường và ở các hộ nuôi lân cận. Là dùng cái khu vực bị bệnh, rồi tổ chức thiêu quỷ theo quy định, cũng như vận động các cái hộ dân nuôi ở trên địa bàn thực hiện tốt cái công tác phun thuốc để ngừa bệnh cho cái đàn gia súc trên địa bàn, đặc biệt là cái đàn heo. Đối với các địa phương còn lại, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được quan tâm, nhất là vào dịp Tết. Anh Nguyễn Văn Kỳ, ấp Gò Gòn, xã Hương Thạnh cho biết, anh đã nuôi heo được khoảng 8 năm nay nhờ chủ động phòng chống dịch bệnh nói chung, dịch bệnh dịch tả heo châu Phi nói riêng. Vì thế mà trong suốt thời gian nuôi vừa qua, đàn heo của gia đình phát triển tốt. Về vấn đề thức ăn, nước uống đến người chăn nuôi cũng vậy. Phải thực hiện thật kỹ về cái khâu là là, là là vệ sinh phòng bệnh. Còn heo mình thì khi mà bắt heo con thì mình phải chích ngừa đầy đủ tiêm phòng. À, thương hàng dịch tả tổ quyết trùng dân dân thì chúng ta phải thiệt hiện cho thiệt đầy đủ. trong chăn nuôi thì cũng khuyến cáo bà con mình thì kiểm tra thì phát hiện cái bệnh lạ, triệu chứng lạ thì báo cho cơ quan thú y địa phương, báo về trạm, trạm cử người vô để kiểm tra, giám sát, nắm cái tình hình dịch bệnh để mình ngăn chặn kịp thời, để tránh cái tình trạng dịch bệnh nó lây lan ra cái diện rộng. Hiện nay, tổng đàn heo của Tân Hương có trên 5.000 con và đang phát triển khỏe mạnh. Tin rằng chiếc dịch thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của địa phương, đàn gia súc nói chung và đàn heo quốc viện nói riêng sẽ được bảo vệ tốt. Bộ Ngoại giao Pháp thông báo nước này sẽ rút quân khỏi Burkina Faso vào tháng 2 tới. Với động thái này, Pháp sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô hiện diện quân sự tại khu vực Tây Phi, nơi đang đối mặt với sự trỗi dậy ngày càng tăng của các lực lượng hồi giáo. Sau khi Bộ Ngoại giao Pháp ra thông báo trên, Bộ Nội vụ nước này cũng xác nhận đã nhận được thông báo về việc chấm dứt thỏa thuận năm 2018 liên quan đến sự hiện diện của quân đội Pháp tại Burkina Faso. Bộ Nội vụ Pháp nói rõ, Paris sẽ tuân thủ quy định này. Động thái trên diễn ra sau khi Burkina Faso thông báo quyết định chấm dứt hiệp định quân sự, cho phép quân đội Pháp chiến đấu với lực lượng nổi dậy trên lãnh thổ của mình với lý do nước này muốn tự phòng vệ. Theo đài truyền hình quốc gia Burkina Faso, Pháp đã được yêu cầu rút quân trong vòng một tháng. Trước đó, nhiều cuộc biểu tình phản đối quân đội Pháp đã gia tăng ở Burkina Faso, một phần liên quan đến nhận định rằng Pháp đã không nỗ lực giải quyết cuộc nổi dậy của các nhóm vũ trang Hồi giáo từ nước láng giềng Mali. Thổ Nhĩ Kỳ đã ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5, sớm hơn một tháng so với dự kiến ban đầu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng và được đánh giá là phép thử lớn nhất đối với Tổng thống Tayyip Erdogan trong 20 năm qua. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thông tin về thời điểm tổ chức tổng tuyển cử được Tổng thống Erdogan đưa ra trong một cuộc tiếp xúc cử tri trẻ tại tỉnh Bursa, miền tây bắc nước này. Cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5 tới được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh liên minh đối lập quyết tâm giành chiến thắng và bãi bỏ chính sách kinh tế của Tổng thống Erdogan. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng sẽ quyết định đến chính sách quản lý đất nước cũng như vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong các vấn đề Trung Đông và cuộc xung đột Nga-Urena thời gian tới. Hồi đầu tháng này, tổng thống Erdogan cũng đã đề cập tới khả năng tổ chức tổng tuyển cử sớm, trước thời hạn đã được lên kế hoạch là ngày 18 tháng 6 do liên quan đến các ngày lễ tôn giáo và kỳ thi quốc gia ở các trường học. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa công bố những số liệu khả quan về lĩnh vực du lịch của nước này trong năm 2022 với hơn 11 triệu lượt khách nước ngoài, qua đó cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói hậu đại dịch COVID-19. Các số liệu cho thấy Thái Lan đã đón tổng cộng 11,15 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2022, tăng đột biến so với con số gần 430.000 lượt trong năm 2021 khi các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 đang được áp dụng. Lượng khách này cũng vượt mục tiêu 10 triệu lượt mà chính phủ Thái Lan đề ra trước đó, tuy nhiên vẫn còn cách khá xa so với mức trước đại dịch Covid-19 là gần 40 triệu lượt. Trong năm nay, Thái Lan kỳ vọng có thể đón 25 triệu lượt khách du lịch, trong đó ít nhất là 5 triệu lượt đến từ Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia tỷ dân này đang dần mở cửa trở lại. Nhằm hỗ trợ sự phục hồi của ngành du lịch, nội các Thái Lan cũng đã phê chuẩn khoản ngân sách trị giá gần 4 tỷ bạc, tương đương khoảng 120 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy du lịch nội địa và thu hút du khách nước ngoài. Những thiết kế mới lạ, độc đáo mang đậm màu sắc của tương lai, đó là những cảm nhận mà khán giả chia sẻ về một buổi trình diễn thời trang vừa được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc. Sải bước qua những hàng ghế của các nhà phê bình và giới thiết kế, các người mẫu khoác trên mình những bộ cánh với gam màu bắt mắt và các đường cắt xẻ, bèo dúm phá cách, cùng những chiếc mặt nạ, khăn choàng và kính râm mang âm hưởng của phong cách dị lai. Hơn 80 bộ trang phục được thiết kế bởi 14 nhà thiết kế thời trang khác nhau với sự hỗ trợ của phần mềm trí tuệ nhân tạo AIDA, viết tắt của trợ lý thiết kế tương tác dựa trên trí tuệ nhân tạo. Phần mềm được phát triển bởi các chuyên gia tại ID Lab có trụ sở ở Hồng Kông. Phần mềm này không được tạo ra để thay thế các nhà thiết kế thời trang, mà để phục vụ như một công cụ hỗ trợ. AIDA là trợ lý cho các nhà thiết kế. Họ có thể làm việc cùng nhau, truyền cảm hứng để tạo ra bộ sưu tập hoàn chỉnh. Hệ thống AIDA được hỗ trợ bởi các công nghệ nhận diện hình ảnh, phát hiện và sáng tạo hình ảnh. Các nhà thiết kế có thể tải các bản phát thảo thiết kế, vật liệu và bản màu lên hệ thống và thuật toán của phần mềm sẽ tạo ra bản vẽ các trang phục từ đó các nhà thiết kế có thêm thời gian để điều chỉnh thử nghiệm những sáng tạo của riêng mình